Loạn tin giả trước đại hội 13 của Đảng. Mặc dù tin giả xuất hiện từ lâu ở mọi thời kỳ, song những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, nhất là Internet và mạng xã hội, thì tin giả cũng xuất hiện ngày càng nhiều và trở thành vấn nạn với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Có thể thấy, càng đến gần đại hội Đảng lần thứ 13, thì các phần tử thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị, các thế lực chống đối liên tục tung ra các thông tin bịa đặt, bôi nhọ, suy diễn, đồn đoán, nhận định vô căn cứ xung quanh công tác nhân sự của Đảng, nhằm gây nhiễu loạn thông tin, chia rẽ nội bộ, phá hoại sự thành công của đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới. Có thể kể tới như sau. Thứ nhất là những tin giả về nhân sự đại hội. Ai cũng biết phải tới đầu năm 2021, đại hội 13 của Đảng mới diễn ra. Vậy mà không biết từ nguồn tin nào, bằng cách gì, tổ chức khủng bố Việt Tân đã khẳng định như đinh đóng cột về thành phần nhân sự cấp cao của Đảng khóa tới, tuyên bố mọi chuyện đã ngang ngũ, sắp xếp xong, vấn đề bầu bán chỉ là hình thức. Nhưng tất cả đều chỉ là những phỏng đoán vô căn cứ, những thông tin bịa đặt. Thứ hai, kích động chia rẽ nội bộ. Việc Đảng nhà nước kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm mọi sai phạm của cán bộ, đảng viên, thậm chí cả cán bộ cấp cao đương chức, thì các thế lực chống đối lại tung tin cho rằng đó là những cuộc thanh toán phe phái, trả thù cá nhân, tranh giành quyền lực giữa người này với người kia, nhóm này với nhóm khác, vì lợi ích nhóm gây ra tình trạng nghi ngờ, hoang mang, làm suy giảm niềm tin của người dân với Đảng, nhà nước. Thứ ba, tung tin thất thiệt nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các thế lực chống đối xuyên tạc, thêu dệt bí mật đời tư, bình phẩm phán xét về trình độ, năng lực, xuyên tạc nhân phẩm, đạo đức lối sống, nói sai sự thật về tình hình sức khỏe các đồng chí cán bộ cấp cao và dựng lên đủ mọi thứ chuyện để khiến dư luận hoài nghi, thu hút sự chú ý của dư luận xã hội nhằm đạt được mục đích chống phá của chúng. Vì vậy, trong thời buổi nhiễu loạn tin giả, khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, mỗi người dân, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên, cần tỉnh táo, sàng lọc thông tin, tự học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội để có sự hiểu biết thấu đáo và nhận diện rõ các thông tin xuyên tạc, giả mạo nhằm kịp thời phát hiện và tẩy chay, không tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền thông tin, nhất là trên không gian mạng, nối giáo cho truyền thông đen phá hoại uy tín của Đảng. Đó chính là việc làm thiết thực, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần vào thành công đại hội 13 của Đảng.